Rồi lấy hôn trước này. Vợ không được con. Hôm nay về thì chắc chắn. Có không đi à? Anh cần. Đèn không chịu nổi. Có đèn là bật đèn. Ngày thua thế là sao mà gỡ được. Một, hai, ba. À, định vứt chuối để cho mình trượt ở ba đến xưa rồi. Tình hình thì đi hết tiền phải được. Thank you.
thành phố luôn đứng như nó hay ngán hẳn hoi. Cứ không, tôi mỗi lần đi tàu hết cả lưng vừa rồi. Anh này chẳng tâm lý gì cả. Em mà đứng thẳng lên như thế này, em là con gái rồi. Đấy, chị bà, má bà là con gái, tôi chẳng hồi tâm từ lâu rồi. Con vẫn khỏe, con bố sao? Vẫn khỏe. Nhà con như nào con? Độ này. Con trai ơi, cái con này, ngày trước chỉ trung tâm năm cái quả xanh mà giờ lên thành phố ăn bơ chứa nhiều. Ăn bơ chứa nhiều, nên như là sao ấy? Cười. Tiền năm nó đầy tiền, nó vừa bán mảnh đất ở quê luôn, tiền vừa. Ô, con này mày không nhớ à? Ngày xưa lúc mày mới sinh, tao bán mày, tao bế mày đi từ đông đến tây mà, hết cả tháng trời thôi. Giàu ghê ta, giàu đấy. Ông ơi, đất đây nhà ông rẻ thế, tôi bán mảnh đất bằng cái bàn tay mà đủ tiền lên đây ăn chơi trang tá rồi. Cái bà này, muốn đời chỉ nông cạn thế thôi, tôi tính cả rồi. Con chào ông quậy ba tôi ạ.
chỉ mong cái thằng cháu mà nó tâm sự. Rồi lúc chết thì còn có thằng cháu ngoại tôn mê di ảnh cho mà. Giờ nhìn nó thế này thì không biết là thằng nào với ảnh cho thằng nào đây là rồi. Đáng quá, nó già quá. Mà anh chị chăm sóc nó thế nào để trông nó già thế kia? Ông ơi, trông già là ông bố nhà tôi, cái quê. Thằng đấy. Thì nói đi con. Thưa ông bà, bố con chỉ làm từ sáng đến tối, mẹ thì không quên đưa lên đánh cờ bạc. Họ vứt con ở trường từ sáng đến tối, tối về lại còn chửi nhau. Làm sao con không già được, con buồn con không ngủ được, con ra này đây. Mà ông bà xem, ở dưới kia nhìn, mọi người ra thế này thôi. Nhưng mà toàn chơi với con đấy, 4-5 tuổi thôi. Bây giờ tôi đã biết hai vợ chồng anh chị sống với nhau thế nào rồi nhá. Tại sao lại suốt ngày cãi nhau như thế hả? Tại tất cả là tại hắn ta ấy. Phần thân vợ con không thể chịu nổi hết rồi. Bây giờ tính nào thì tính, ly hôn đi. Con này, mẹ nói với chồng ấy như thế à? Tao bảo mày rồi, con gái ở nhà trục hết ra. Mẹ nói như thế à? Các cụ ngày xưa để mà phục vụ chồng con. Thế một người lương công ra chạy thì thế nào? Không ở nhà phụ chồng con suốt ngày đánh cờ bạc sẽ là vui hay là tốt? Thôi, tôi nói như thế thôi. Còn giữ lại cũng hay không là vợ chồng anh chị. Chúng tôi đi về. Về với em. Đi về. Đi mà về sớm thế. Ở đây đi chơi với con mấy hôm nữa. Con muốn tàu về, vé tàu vé xe cho về chứ về. Nói là về thôi, anh hứa là sẽ đi du lịch khắp đất nước này luôn. Anh ơi, em muốn đi lướt ván cơ. Anh phải mua ván trượt cho em nhá. Em này, mua ván trượt làm gì cho tốn tiền đó. Cái lưng của em cong cong cái này rồi à. Anh chỉ cần lật ngửa em ra một ván là anh cưỡi lên. Thế là trượt thôi, làm gì phải mua mà. Từ nãy đến giờ chúng tôi chưa thông báo, bây giờ tôi chính thức thông báo thế này. Qua đây em. Tôi xin thông báo cho anh chị là hai người chúng tôi đã góp gạo thổi cơm chung với nhau được 3 năm nay rồi. Lại chết rồi. Tình yêu quá sao phải có với nhau của quá xa. Tình yêu tuổi già trẻ thì có tình yêu tuổi trẻ. Thì người ta đã chẳng có cái câu là khi tình yêu đến đưa ta đến tao bên lạ, đến tao bên nhà, ông bên 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 gầy, lạ 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 lạ. Thấy chưa? Người ta lạ. Cố gắng yêu thương bảo ban nhau, dạy dỗ thằng tí cho nên người không ngỏ quá.
mình dẫn thằng tí ra chơi với